Hai thứ trưởng nghỉ hưu từ mùng 1 tháng 7. Vụ nhận hối lộ 10 tỷ đồng, thêm hai thanh tra giao thông Bà Rịa Vũng Tàu bị bắt. Cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Nóng công bố sai phạm của 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Hai thứ trưởng nghỉ hưu từ mùng 1 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định nghỉ hưu đối với Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng. Ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nghỉ hưu theo chế độ từ mùng 1 tháng 7. Ông Lê Sơn Hải từng giữ các chức vụ Tổng biên tập Báo Khoa học và Phát triển, Bộ Khoa học và Công nghệ, Môi trường, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Đối ngoại, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Ủy ban Dân tộc. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ông Trần Văn Tùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2011. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông Trần Văn Tùng giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Vụ nhận hối lộ 10 tỷ đồng, thêm hai thanh tra giao thông Bà Rịa Vũng Tàu bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt tạm giam thêm hai thanh tra giao thông liên quan vụ án đưa và nhận hối lộ của một số cá nhân công tác tại thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hai người này là Trần Ngọc Huệ, 60 tuổi, và Phạm Văn Dương, 46 tuổi, cùng là thanh tra viên giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trú tại thành phố Bà Rịa, bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ sau quá trình mở rộng điều tra vụ án. Trước đó, vào đầu tháng 5 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can là thanh tra giao thông để điều tra về hành vi nhận hối lộ và 5 bị can là chủ doanh nghiệp vận tải về hành vi đưa hối lộ, với cáo buộc số tiền hơn 10 tỷ đồng. Trong đó bốn cán bộ thanh tra giao thông gồm Lâm Hữu Chí, 42 tuổi, chú huyện Long Điền, thanh tra viên đội số 5, Nguyễn Đức Tú, 48 tuổi, chú thành phố Bà Rịa, đội trưởng đội hành chính tổng hợp, Trần Văn Dũng, 53 tuổi, chú huyện Châu Đức, đội phó đội thanh tra giao thông số 8 và ông Võ Thanh Liêm, 44 tuổi, chú thành phố Vũng Tàu, thanh tra viên năm chủ doanh nghiệp vận tải cùng bị bắt, gồm Nguyễn Mạnh Cường, 48 tuổi, chú thành phố Vũng Tàu, Hồ Đình Huy, 42 tuổi, chú huyện Đất Đỏ, Nguyễn Văn Sát, 31 tuổi, chú huyện Long Điền, Nguyễn Văn Duy, 33 tuổi, chú huyện Châu Đức và Nguyễn Thắng, 32 tuổi, chú thị xã Phú Mỹ. Thời gian qua, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhận được đơn của một số cá nhân có xe vận tải chở hàng trên địa bàn tỉnh này, tố cáo một số thanh tra giao thông có hành vi đòi bảo kê, nhận tiền hàng tháng để được bỏ qua các lỗi vi phạm giao thông, trong đó có thanh tra viên Lâm Hữu Trí. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Ông Lâm Hữu Trí đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ các cá nhân doanh nghiệp vận tải thông qua các tài khoản cá nhân và người thân với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, ông Trí đã chia cho các đội thanh tra giao thông thông qua những đồng nghiệp trên. Trước đó qua khám xét nơi làm việc và các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ nhiều tài liệu để phục vụ công tác điều tra. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Thưa quý vị và các bạn, cho doanh nghiệp vay sai quy định gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 22,6 tỷ đồng. Cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng bị truy tố về tội danh trên, còn có các bị can từng giữ các chức vụ lãnh đạo tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh gồm Phan Thu Nga, cựu trưởng phòng quản lý khoa học, Võ Thủy Linh, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính, Khuất Duy Vĩnh Long, cựu trưởng phòng quản lý công nghệ, Nguyễn Quốc Thái, cựu phó trưởng phòng quản lý công nghệ và Chu Bá Long, cựu cán bộ phòng quản lý công nghệ. Theo cáo trạng, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Gọi tắt là Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của thành phố. Hội đồng quản lý của quỹ trên gồm 6 thành viên do Phan Minh Tân làm chủ tịch. Cơ quan điều hành của quỹ là Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc công ty Đầu tư và Phát triển Công nghệ Huy Hoàng, có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1 sau khi hội đồng xét duyệt dự án do Phan Minh Tân làm chủ tịch thẩm định và thông qua, công ty Huy Hoàng được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thu hồi 70% là 3,4 tỷ đồng. Thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí được chia thành 3 đợt. Mặc dù tiến độ thực hiện dự án của công ty Huy Hoàng chậm hơn kế hoạch nhưng ông Tân cùng các đồng phạm vẫn đề xuất xét duyệt cấp tiếp kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành được dự án cũng không hoàn trả kinh phí phải thu hồi. Theo kết luận giám định, dự án 1 gây thiệt hại gần 3,2 tỷ đồng. Song song dự án trên, tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định xét duyệt đầu năm 2010, ông Phan Minh Tân đã ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay dù có nhiều ý kiến phản đối cho rằng dự án không khả thi, đồng thời đề nghị xem xét lại nguồn vốn của công ty Huy Hoàng. Tháng 4 năm 2019, Quỹ đầu tư phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh viết tắt là HIFU đã ký hợp đồng cho công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, tiến độ giải ngân chia thành nhiều đợt. Tuy nhiên, sau khi nhận giải ngân đợt 3, ngày 13 tháng 5 2011, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh bỏ trốn về Mỹ. Cựu giám đốc sở không thừa nhận hành vi phạm tội. Tính đến, đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại của dự án 2 được xác định là 19,5 tỷ đồng, gồm gốc lẫn lãi. Trong quá trình điều tra, ông Tân thừa nhận biết công ty Huy Hoàng không đủ năng lực tài chính và còn hạn chế nhưng xét thấy lĩnh vực sản xuất chip điện tử đang được nhà nước khuyến khích nên ủng hộ. Tuy nhiên, ông Tân, bà Linh, bà Nga không thừa nhận hành vi phạm tội vì cho rằng việc xét duyệt cho vay là đúng quy định. Đối với Nguyễn Trọng Vũ, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã đối với Vũ. Đến tháng 4 năm 2017, cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được Vũ sẽ xử lý. Nóng công bố sai phạm của 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính hôm nay công bố kết luận thanh tra các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã thanh tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng tại 4 doanh nghiệp Prudential, MB Aegis, Life và BIDV Medlife. Theo kết luận thanh tra, thời gian qua thị trường bảo hiểm nói chung và kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng nói riêng có sự tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên xuất hiện tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn tín dụng. Năm 2022, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thanh tra kiểm tra việc bán bảo hiểm qua ngân hàng. Kết quả công tác thanh tra cho thấy việc bán bảo hiểm qua ngân hàng còn nhiều sai phạm trong đó khâu tư vấn của nhân viên ngân hàng nhân viên môi giới sai phạm nhiều nhất các hành vi vi phạm điển hình như không tư vấn trực tiếp cho khách hàng hoặc không hướng dẫn đầy đủ thủ tục trong quá trình thực hiện quy trình thủ tục hồ sơ yêu cầu theo quy định của doanh nghiệp Ngân hàng không đảm bảo chất lượng tư vấn về sản phẩm bảo hiểm, dẫn đến khách hàng không hiểu rõ về sản phẩm bảo hiểm. Cho người khác, đại lý cá nhân khác, nhân viên ngân hàng sử dụng máy tính bảng, mã số đại lý để hướng dẫn khách hàng, nhập thông tin và không thực hiện đúng biểu phí bảo hiểm đã được bộ tài chính phê chuẩn. Bộ tài chính khẳng định Bộ sẽ xem xét xử phạt hành chính hành vi sai phạm trên theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm minh và tạo sự gian đe đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường. Các quy định xử phạt sau, sau khi ban hành sẽ được công khai với các cơ quan báo chí và dư luận nhằm đảm bảo khách quan minh bạch. Căn cứ kết quả thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu 4 doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các biện pháp như tăng cường công tác quản lý, giám sát, chấn chỉnh toàn diện đối với các hoạt động bán sản phẩm bảo hiểm thông qua tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương xây dựng quy trình kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm doanh nghiệp chủ động phát hiện xử lý thiếu sót vi phạm trong quá trình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hạn chế tối đa việc ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng doanh nghiệp bảo đảm cao nhất việc quản lý đại lý được thực hiện chặt chẽ ngăn ngừa phát hiện sớm các hành vi vi phạm của đại lý bảo hiểm cá nhân thuộc đại lý bảo hiểm doanh nghiệp có biện pháp chấn chỉnh công tác đào tạo quản lý và giám sát chất lượng đại lý bảo hiểm theo đó, đại lý phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động, thực hiện đúng nội dung, nguyên tắc hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Trong năm nay, bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên đề bán bảo hiểm qua tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với 10 doanh nghiệp bảo hiểm. Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng. Đoàn thanh tra của Bộ Tài chính đã thông báo kết luận thanh tra với 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Trước đó nhiều khách hàng phản ánh bị ép mua bảo hiểm nhân thọ khi vay vốn ngân hàng, một số khách hàng gửi tiết kiệm bị hô biến thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Báo chí đã đi đầu phản ánh tiêu cực này qua hàng loạt bài liên quan.